Chào các bạn, như vậy là chúng ta đã bước sang đến bài thứ tư của tuần thứ tư trong nội dung học Kanji N1 Somatome. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Các bạn hãy cố gắng cùng mình nhé. Nào, chữ đầu tiên yuke đến tung tích, hành cương đây là tung tích, yuke nó là tung tích, yuke fume nó là không rõ tung tích, rõ tung tích mất tích đấy, rõ tung tích là mất tích. Còn cái này là inaka, cái này là điền tá đấy. Inaka đây thì nó là thôn quê, thôn quê mà cũng có cái nghĩa nó là quê hương nữa. Mà cái quê hương thì những cái này nó đâu có dùng, mà nó ít dùng là cái nghĩa là quê hương, mà nó thường nói là thôn quê. Còn keshiki đây thì nó là cảnh sắc, là cảnh sắc, là phong cảnh, sắc phong cảnh. Còn Kesikigai đây nó là phong cảnh đẹp vậy. Kesikigai nó là cảnh đẹp, phong cảnh đẹp, phong cảnh đẹp. Còn cái Sashitsukai này ấy, thì nó là cản trở, cản trở. Chúng ta hay có câu là Sashitsukai nakatara kitemo ii desu ka? Oshiete kuretemo ii desu ka? Oshiete itadakemasen ka? Cản trở. Shikoto ni sashitsukaeru có nghĩa là cản trở công việc, cản trở công việc. Hoho emu đây nó là cười mỉm, cười mỉm. Hoho emu nó cười mỉm. Bisho đây thì nó, bisho sự đây nó cũng là cười mỉm, nó cũng là cười mỉm. Egao đây nó là cười, mặt cười, cười mặt cười. Egao nó sẽ sinh đó là nó là cái tấm ảnh chụp cái gương mặt cười thôi, cái khuôn mặt cười thôi. Còn silaga này nó tóc bạc, bạc silaga này nó là bạch phát này, bạch phát tóc bạc. Silaga majiru sigara Shiraga majiri no kami. Shiraga majiri no kami đây nó là cái tóc, tóc cái kiểu tóc hoa dâm ấy, tóc mà có lẫn giữa tóc đen và tóc bạc, kiểu mái tóc hoa dâm đấy. Kaze nó là cảm cúm đó. Kaze nó là cảm cúm. Kaze wa manbyo no moto, cái câu này cũng thường là hay gặp ở những người già, người ta hay nói, tức là cảm cúm ấy thì nó là nguyên nhân của hàng triệu hàng vạn của tất, của cảm cúm là nguyên nhân của hầu hết tất cả các loại bệnh. Em như cái kiểu là nói như vậy, cảm cúm nó là nguyên nhân, là gốc rễ của rất nhiều loại bệnh, kiểu như thế. Hakase hay là hakushi đây thì nó là tiến sĩ, tiến sĩ. Hakase hakushi đây. Còn cái này là shushi đây là thạc sĩ này. Shushikate tức là chương trình thạc sĩ, Tô Hakase Tate nó là chương trình tiến sĩ. Rồi, chúng ta đi vào hành phương. Yuke nó là tung tích, Yuke Fume nó là không rõ tung tích. Điền tá Inaka là thôn quê, quê hương. Những cái nghĩa quê hương đây thì mình thấy, mình tra thì nó khó nhưng mà không thấy nó dùng. Thực tế thì mình không thấy dùng cái nghĩa là quê hương. Keshiki đây thì nó là cảnh sắc, là phong cảnh. Keshikigai nó là cảnh đẹp. Sashitsukae nó là cản trở. Từ này từ sai đúng không? Sai chi đúng không? Đấy. Sashitsukae nó là cản trở. Chikoto ni sashitsukae ru nó là cản trở công việc. Hoho emu đây là bi tiếu đấy. Bi tiếu, hô hô em mự là cười mỉm, cười tủm tỉm, cười mỉm, cười tủm tỉm.
Bisho sư tử nó cũng là cười mỉm. Còn cái Egao thì nó là cái mặt cười. Egao nó xạ sinh, cái đấy thì nó dễ rồi. Silaga nó là tóc bạc. Silaga Majiri no Kami thì nó là tóc bạc nó lẫn với tóc đen tạo cái mái tóc hóa dâm. Kaze nó là cả cúm rồi, phong tà. Kaze wa manbyo no moto, cảm cúm nguồn gốc của rất nhiều loại bệnh. Hakase hoặc là Hakushi thì nó là tiến sĩ rồi. Chiushi thì nó là thạc sĩ, Chiushi Kate là chương trình thạc sĩ. Hakase Kate thì nó là chương trình tiến sĩ. Là Maigo đây thì nó là trẻ lạc rồi. Maigo thì nó là trẻ lạc, cái từ mai này là từ mễ. Từ mai này nó từ mễ là từ mê gì đấy, mình không nhớ rõ nữa. Maigo nó là trẻ lạc. Còn Maigo ní nào nữa là trở thành trẻ bị lạc đấy. Còn Magari sằng đây thì nó là cảnh sát. Magari sằng bằng jumsa đây cũng là người tuần tra ấy, cảnh sát người tuần tra đấy. Ni michi o tazuneru là hỏi cảnh sát, hỏi những người tuần tra đấy về hỏi đường, hỏi cái chú cảnh sát hoặc là hỏi những người tuần tra đấy về đường đi. Kuroto đây thì nó là huyền nhân đấy, tức là người tức là chuyên gia, người là chuyên gia này, người giỏi về chuyên môn. Chuyên gia giỏi về chuyên môn là người kỳ cựu trong ngành, trong nghề đấy, bằng với đại pro, chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn, chuyên nghiệp, bằng với đại pro. Professional này, bằng với đại chuyên nghiệp, chuyên gia giỏi với chuyên môn chuyên nghiệp. Còn Siloto thì là người mới vào nghề. Siloto người mới vào nghề, bằng với Amachiu đây, Amachiwa đây. Nakodo này thì nó là trung gian. Nakodo nó là trung gian. Môi giới. Nakodo nó là trung gian môi giới. Nakodo Otanomu. Nakodo Otanomu nó là nhờ vào trung gian, nhờ vào môi giới đấy. Azuki đây là tiểu đậu đây. Azuki này thì nó là đậu đỏ. Đậu đỏ. Azuki de ang otsukuru. Azuki de ang otsukuru đây tính tức là nó là làm cái mất này, ang là vứt đây, mất đây này. Ang tức là làm mất bằng cái đậu đỏ này, còn cái đai dự là nó là đậu tương. Sumo. Sumo đây thì nó là lực sĩ sumo đúng không? Nó là lực sĩ. Sumo hoặc lực sĩ. Osumo sang bằng rikishi để lực sĩ đây. Hadashi thì từ này từ khóa đấy, khóa túc là chân trần. Hadashi là chân trần chân đất. Hadashi đấy, haruku nghĩa là đi chân không đấy, chân không đấy. Geta đây nó là guốc. Geta nó là guốc. Tsugashi de geta o haku nghĩa là đi guốc bằng chân không đấy. Còn Zori này thì nó là cái dép, giống như là cái dép dép lê ấy. Lê kiểu nhật.
đây chữ nhật. Rồi thì rất đây chữ nhật. Nó gần giống như là cái tông Lào của Việt Nam ấy. Zoliyo Hà Cự nghĩa là đi dép đấy. Maigo là trịa lạc. Maigo ní là lự là trịa lạc. Bị trở thành trịa lạc. Còn Omawari-san là cảnh sát. Omawari-san thì bằng với là Yum-san là tuần tra đấy. Thì Omawari-san ní Michio Tazune lự có nghĩa là hỏi đường, hỏi cái chú cảnh sát về đường, về đường đi ấy. Kuroto đây thì nó là chuyên gia, người giỏi về chuyên môn, chuyên nghiệp, bằng biết lại professional. Còn cái Shiroto đây thì nó là người mới vào nghề, người chưa có kinh nghiệm. Shiroto người mới vào nghề, người chưa có kinh nghiệm, bằng biết lại amateur. Nakodo là trung gian, là môi giới. Nakodo Otanomu là nhờ trung gian, nhờ môi giới. Khi mà mình thuê nhà bên Nhật chẳng hạn, nhờ vào trung gian, nhờ vào môi giới. Azuki này thì nó là đậu đỏ. Azuki de ang otsukuru tức là làm cái mứt bằng cái đậu đỏ này. Đai dự này thì nó là đậu tương. Sumo này thì nó là lực sĩ sumo, võ sĩ sumo. Osumo-san thì bằng với đấy. Rikishi là lực sĩ. Harashi thì bằng chân trần chân đất. Harashi de aruku thì nó là đi chân đất. Geta thì nó là guốc. Còn cái Suashi de geta o haku được nghĩa là đi guốc bằng chân không đấy. Zori nó là cái dép lê kiểu Nhật đấy. Zori o haku nghĩa là đi dép lê đấy. Tiếp theo là tabi là vớ. Tabi o haku là tức là đi vớ đây. Đi cái vớ vào thì cái này cũng không, đeo cái vớ vào thì cái vớ vào. Yukata thì cái này nó là cái áo yukata thì không cần. Này thì quá quen thuộc rồi. Yukata áo nữ thì là may cái áo yukata. Momen đây là vải cắt tông. Vải cốt tông. Tông ấy. Đây nó lên là cái vải cốt tông này. Đấy. Vải cốt tông. Vải cốt tông đấy. Momen no satsu tức là cái áo bằng vải cốt tông. Io này thì nó là lưu huỳnh. Io này nó là lưu huỳnh. Còn nó onsen quá, io no nioi gasuru nghĩa là cái chân nóng này vậy thì ngửi thấy cái mùi lưu huỳnh. Tsuyu đây là mùa mưa hoặc là bay ở đây. Tsuyu hay đi là vào mùa mưa. Tsuyu ake là kết thúc mùa mưa, cuối mùa mưa. Còn cái này là cái nadale này thì nó là tuyết lở. Yuki ni makikomareru nghĩa là bị tuyết lở nó cuốn vào bên trong ấy. Còn Fubuki này thì nó là bão tuyết. Fubuki de ketko tonaru có nghĩa là hoãn cái chuyến do bão tuyết đấy. Cái ketko này nó dùng trong là tàu thuyền hoặc máy bay, chuyến đi của tàu thuyền hoặc chuyến bay của máy bay. Để ôn lại một chút nào. Tabi, cái này từ túc với từ gì đây? Cái này từ gì? Tôi quên mất rồi. Từ đấy từ túc với từ gì nhỉ? Quên mất rồi. Quên mất từ này.
là túc. Tabi là vớ, tabi o haku nghĩa là đi vớ, đeo cái vớ vào. Yukata này, cái này thì không cần phải nói nữa. Yukata o nư là may, may cái áo yukata rồi. Momen là phải có tông rồi. Momen sắc sự tức là cái áo bằng phải có tông. Io này thì nó là lưu hình. Nó onsen quá io non io ga suru nghĩa là cái sự nóng này ấy, thì có cái mùi lưu huỳnh, người thấy cái mùi lưu huỳnh. Chuyu này là mùa mưa. Chuyu hay đi chuyu ake là vào mùa mưa, vào cuối mùa mưa, kết thúc mùa mưa. Còn cái nadale này là tuyết lỡ. Nadale ni makikomareru nghĩa là tuyết lỡ, bị tuyết lỡ nó cuốn vào trong. Mabuki ở không kubuki, kubuki nó là bão tuyết. Kubuki de ketko tonaru nghĩa là bị cái do cái bão tuyết cho nên là bị cái chuyến rồi. Hiyori này nó là thời tiết. Hiyori nó thời tiết. Hanabi Yori nó là thời tiết năm hoa ấy. Thời tiết năm hoa. Tiết năm hoa. Nagori nó là lưu luyến. Dấu vết. Tàn dư. Nagori Yuki nó là tuyết cuối mùa. Moyori nó là gần nhất, bên cạnh, láng giềng biết thế nào nhỉ? Láng giềng này à, đúng không? Hàng xóm láng giềng đấy. Đây giống láng giềng, giống trong cũ giềng nhỉ? Moyori no eki tức là cái ga gần nhất. Ga gần nhất. Còn ở đây là kawase tức là nó là hối đoái. Ngân phiếu. Trái phiếu. Ngân phiếu, trái phiếu. Gai có cử kawase đây tức là nó là cái ngân phiếu nước ngoài, trái phiếu nước ngoài, hối đoái nước ngoài. Yu dự thì nó là chẳng hạn. Yu dự nó là chẳng hạn. Yu dự omotte sogi ni sanetsu suru tức là cầm cái chẳng hạn và tham gia vào cái đám tang, lễ tang. Shari thì nó là sari đây là sỏi. Charimichi nó là đường sỏi. Đường sỏi, đường làm bằng sỏi, đường dải sỏi đấy. Dekoboko tức là lồi lõm. Kuruma ga dekoboko michi o hashiru. Kuruma ga dekoboko michi o hashiru tức là cái xe nó chạy trên đường lồi lõm. Rồi ôn lại cái phần này một chút. Hiyori là thời tiết. Biyori là thời tiết. Hanami Biyori tức là thời tiết năm hoa. Nagori tức là lưu luyến, dấu vết, tàn dư. Nagori Yuki tức là tiết cuối mùa. Moyori tức là nó là gần nhất, bên cạnh, láng giềng. Moyori no eki tức là cái ga gần nhất đấy. Kawase tức là nó là hối đoái, ngân phiếu, trái phiếu. Gai có cự kawase tức là nó là cái hối đoái ngân phiếu trái phiếu nước ngoài đấy. Yuzu nó là chẳng hạn. Yuzu omotte sogi ni san desu suru tức là cầm cái chẳng hạn và tham gia vào cái đám tang, cái lễ tang.
Chari là sỏi, viên sỏi. Charimichi là đường sỏi, cái đường được giải sỏi. Dekoboko là lồi lõm. Kuruma ga dekoboko michi o hashiru. Được. Nào, cái phần nó đi vào cái phần ôn tập một chút. Thì cái này là từ dư dự này, là chuỗi chẳng hạt này. Còn cái này đây là azuki đây nè, azuki đây nó là cái đậu đỏ. No yo ni kuruma ga nandai mo tsunagatte nakanaka suzumanai. Vậy cái này đương nhiên nó là đáp án A. Đáp án A, đáp án B là sai. Dư dự no yo ni kuruma ga nandai mo tsunagatte nakanaka suzumanai. Có nghĩa ấy là xe thì nó giống như là một cái chẳng hạt, một cái chuỗi hạt đấy. Nhiều cái chiếc thì nó liên tiếp nhau, nó nối liền nhau mãi mà không thể tiến lên được đấy, mãi mà không thể di chuyển được, tiến lên được. Này đáp án A. Câu 2, đây là Yukue tức là tung tích, Maigo tức là trẻ lạc. No cô sáng ô, no cô sáng ô, okazu okazu o a o akazu akazu quên mất rồi. Azukari shimasu, o azukari shimasu, o azukari shiteimasu. Maigo no okosan o okazu o akazu o azukari shimasu, o azukari. Maigo no okosan o okazu. Tôi thích mình quên mất cái từ này nhỉ. Sao nhỉ? O azukari shimasu, o azu no cô sẵn o okazu ozukari shiteimasu o kokoro atari no kata wa. Tức là cái này ấy, nó nói là tôi thì đang có giữ một đứa trẻ lạc, nếu như mà có cái vị nào mà có biết đến ấy, chắc đây thì hãy thông báo hoặc liên lạc chúng tôi. Kokoro atari no kata, đây thì nó là có biết đến, có biết chút ít, có biết đến một chút đấy. Đấy, thì cái câu này dịch nó là tôi đang có giữ một cái cháu bé bị lạc, nếu như cái vị nào mà có biết chút ít về cái thông tin về cái đứa trẻ này ấy thì hãy liên lạc với tôi. Còn cái từ này là mình tự dưng mình bị nhầm, okazu okazu ozukari shimasu này, o azukari shimasu này, tự dưng đọc liễu lưỡi, o azukari shimasu. Rồi các bạn, đó là Nagori. Nagori đây là lưu luyến, dấu vết, vết tích. Còn cái này là Moyori. Còn cái này đi với cụm từ luôn rồi nè. Nagori Oshi. Nagori Oshi đây là lưu luyến từ tiễn này. Đấy. Nagori Oshi no desu ga soro soro o wakare no jikan desu. Có nghĩa là mặc dù rất là lưu luyến, rất là thương tiếc, rất là lưu luyến, rất là thương tiếc, nhưng mà sắp phải đến cái giờ chia tay rồi. Còn cái Moyori này nó là gần nhất rồi, gần nhất láng giềng bên cạnh. Câu này đáp án A. Đấy, câu 4 nè. Y ổ tên kì đệ. Y ổ tên kì đệ. Sen tắc cử thì cái này đương nhiên nó phải là cái này nó là sen tắc cử biyori desu. Tức là thời tiết đẹp, là một cái thời tiết cho cái việc giặt giũ với phóng quần áo đây. Đây, yukata là cái áo yukata. Cô bang no omawari san. Cô bang no omawari san, đúng rồi, cái này là cụm từ luôn. Ni michi o tazuneru, tôi hỏi cái chú cảnh sát về cái đường, về đường đi ấy. Còn đây là Nakoto. Nakoto san đây là người môi giới, là người trung gian, người môi giới. Đây là yatto. Yatto aketa yo da. Thì cái này yatto đây là bắt chú yêu rồi đúng không? Bài ự chú dìu là mùa mưa này. Cuối cùng thì mùa mưa cũng đã kết thúc, cuối cùng thì cũng đã đến cuối mùa mưa. Còn cái này là nadale, nadale thì nó là tuyết lở thôi, không phải.
ionon ion thì cái này thì nó là lưu huỳnh đây, là io đây là lưu huỳnh đây, io đây thì cái này là từ hoàng, từ hoàng ở đây nó là từ nào, đáp án C nè, đáp án C đây, từ hoàng io đây lưu huỳnh. Silaga, silaga là tóc bạc, silaga atama tức là đầu tóc bạc, silaga là của bạch, đáp án G đây nè, G. Y các cử Hakase tức là các tiến sĩ về tiến sĩ về y học đây. Hakase thì cái từ này là sĩ nè. E. Chiroto no saibang in tức là người thẩm phán trẻ tuổi ấy, người thẩm phán mới vào nghề chưa có kinh nghiệm. Chiroto no bai no saibang in đây. Chiroto đây thì nó là cái này, nó có là từ tố này. Chiroto là người. Đây, đáp án L. Đáp án L. Đúng rồi, nè, Chiroto. Đúng mà. Đúng mà, Chiroto. Nó là người mới vào nghề, người chưa có kinh nghiệm. Hadashi, Hadashi đây. Đây từ khóa. Từ này tự nhiên từ chân, tốt rồi. Đây, đáp án A. Egao de aisetsu suru tức là cái mặt cười đây. Đây là văn gì? Văn gì này? Egao gì? Còn cái inaka no keshiki, inaka no keshiki đây chính là điền này, từ này từ điền từ y. Rồi. Còn cái này mô men là phải cắt tông, là cắt tông mô men cây đâu, cây. Đáp án D, đáp án D, mô men nó sát sự, đáp án D. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc được cái bài học thứ cái bài vào ngày thứ tư của tuần thứ tư. Vậy thì các bạn hãy cố gắng cùng mình nhé. Bài học hôm nay chúng ta xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học lần sau.